Rồi rồi, ngồi ngồi ngồi. Nè nè nè, ngồi đi, ngồi đi. Đó đó, nhìn đi. Lát nữa bà thấy Xuân ra đó. Thấy nó chưa? Thấy không? Thấy rồi. Thấy không? Nè, sao không để tôi qua bển? Cứ ngồi đây đi, quan sát nó. Được rồi, qua đó làm cái gì? Bà không biết chứ, Xuân nó đang làm mà. Qua bển gặp nó một chút chứ. Từ từ đi, bà coi kìa. Bà thấy Xuân không? Thấy không? Nó chấp nhận, nó đang làm người tốt đó. Nó chấp nhận làm cái công việc mà không có phù hợp với bằng cấp của nó. Vậy là mừng quá rồi. Dạ chào cô. Tính tiền giùm tôi một cái. Tính tiền ha? Dạ. Tôi trả cô bằng Momo nha. À dạ dạ được ạ. Ủa điện thoại tôi đâu rồi? Sao không thấy nữa? Hồi nãy tôi bỏ trong đây rồi đi lựa rau lựa đồ, sao giờ không có thấy nữa? Ủa cô ơi, cô có bỏ quên ở đâu không? Hay là... Tôi bỏ trong đây rõ ràng mà. Cô nhớ lại kỹ coi cô có đem theo không ạ? Có mang theo thì mới trả tiền bằng Momo được. Dạ trường hợp này thì để... Có chuyện gì vậy em? Điện thoại tôi mới để đây tức thì. Có chuyện gì vậy chị? Anh Phú điện ơi thoại... Cô nói là cổ để điện thoại trong đây mà bị mất á. Cho nên là em hỏi cổ có để quên ở đâu không? Hay là cổ nhớ lộn, cổ để lộn ở đâu? Chị có nhớ là chị để đâu không? Tôi để trong rổ rõ ràng mà. Là chị tới quầy để mua cái này thôi đúng không? Đúng rồi. Chú Sáu ơi. Chú Sáu. Dạ. Dạ, dạ tôi đây. Dạ. Hồi nãy chú là bảo vệ ở đây. Chú có thấy là chị này, chị nói là chị để quên điện thoại, bị mất điện thoại. Hả? Vậy nãy giờ mấy cái quầy chú có thấy ai là tình nghi hay không? Dạ nãy tôi giữ xe ngoài kia. Còn cái chuyện mà, với lại tôi thấy đâu có thấy ai vô đây đâu. Chú không thấy ai hả? Dạ. Sao chú làm việc mà chú đứng ngoài đó không vậy? Ủa tôi giữ xe. Chú là bảo vệ, chú phải đi vòng vòng coi thử coi có ai lấy hay không. Dạ, có ai tình nghi mình phải để ý chứ. Dạ. Cái đó là trách nhiệm, chú phải luôn quan tâm khách hàng. Dạ. Phải để ý người ta chứ. Dạ quan tâm khách hàng. Chị bình tĩnh đi, ở đây có camera đầy đủ. Dạ. Không có sao đâu. Chị đi cùng với tôi để xem camera. Dạ. Mời chị. Chị ơi, cái điện thoại này có phải của chị không chị? À đúng rồi, điện thoại của tôi nè. Dạ em thấy nó quầy trái cây. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn cậu. Dạ không sao đâu cô. Dạ. Thôi vậy mình tính tiền tiếp nha cô. Chắc là chị mua rau rồi chị để quên trong quầy thôi. Bây giờ là không ai mất gì hết, không có sao đâu. Cứ tiếp tục đi. Cảm ơn cậu nhiều. Đúng đó lần sau đó. Dạ. Phải để ý kỹ một chút. Dạ. Xin lỗi khách hàng đi. Dạ. Xin lỗi người ta đi. Xin lỗi gì đâu cậu, đây là lỗi của không. Tôi. Đây là trách nhiệm của chú bảo vệ. Dạ. Xin lỗi khách ạ. Lần sau tôi cẩn thận hơn nha. Dạ. Vậy làm việc đi. Xin lỗi chị nhiều nha. Dạ. Xong rồi chú. Ra làm việc đi. Dạ cô ơi, không sao rồi. Của cô tổng cộng hết 133.000. Anh tóc bằng Momo đúng không? Dạ. Ra ngoài kia em nói chuyện chút xíu. Đi. Cô mở mật khẩu quét mã giùm nha. Tại sao anh lại cư xử như vậy? Anh đổ hết lỗi cho chú Sáu, trong khi trách nhiệm không phải là của chú Sáu luôn á. Mai à, phải thông cảm cho anh chứ. Không lẽ chúng ta lại cãi tay đôi với khách hàng? Chúng ta cần một người đứng ra nhận lỗi. Chẳng lẽ bây giờ em bắt anh phải là người đứng ra xin lỗi? Em thấy cái chuyện này không có gì là phức tạp hết á. Anh chỉ cần thay mặt nhân viên, thay mặt cửa hàng để nói một lời xin lỗi với khách hàng thôi. Anh làm như vậy, anh có biết là tổn thương tới lòng tự trọng của chú Sáu không? Chưa kể, nếu anh cư xử như vậy sẽ không được nhân viên tôn trọng. Em nói như vậy là em đang muốn trách anh vì anh đổ lỗi cho chú Sáu, hay là em đang lo lắng cho anh vì sợ nhân viên họ không nể anh? Anh thấy chuyện này nó quá đơn giản mà Mai. Chứ đâu có gì đâu. Đằng này thì chú Sáu cũng là người đã chịu xin lỗi rồi, đâu thay đổi được gì nữa. Có gì đâu. Tại sao em lại làm nghiêm trọng quá vấn đề vậy? Em chỉ thấy là việc này một người quản lý không nên làm như vậy đâu anh. Tại vì một người quản lý mà tốt thì phải làm tốt công việc của mình, rồi còn phải bảo vệ cấp dưới của mình nữa nó mới đúng. Mai à, em thấy anh chịu em quá. Rồi bây giờ em làm tới có đúng không? Em đang góp ý với anh với tư cách là một người đồng nghiệp. Em không có ý gì hết. Chỉ là em hơi thất vọng về cách cư xử của anh thôi. Có hẹn với yêu thương phát sóng 20 giờ mỗi ngày từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xếp lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.